Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 2 giờ chiều, tức là 14 giờ của ngày 10 tháng 10 năm 2021. Hôm nay thì tôi ít ra clip bởi vì là tôi cũng có việc bận, có một số việc bận. Nhưng mà trong cái lúc đó thì nhiều bạn có nhắn tin hỏi và muốn muốn tôi bình luận một chút về cái sự việc mà liên quan tới Hoài Linh và công an thành phố Hồ Chí Minh thì xác minh cái việc này. Thế thì nó có thông tin chính xác được luôn, chứ không phải rằng là một cái gì đó nó bịa ra hay là một cái tin gì đó nó đồn thổi như các bác. Đây là trang web, đây là trang web của báo Người Lao Động. Thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh việc nghệ sĩ Hoài Linh nhá trao tiền từ thiện ở Quảng Trị, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thiệu Phong đã có văn bản trả lời cơ quan này. Thì ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trả lời, đã có văn bản trả lời, như là đã có luôn nha các bác. Đây này, đơn vị thì đã có văn bản trả lời cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện tại địa phương này. Và trước đó vào cuối tháng 7 2021 thì cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong về việc phối hợp xác minh thông tin khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Công văn này cũng đề nghị làm rõ việc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong đã trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ. Và đây là đại diện nha các bác. Đã trao số tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị vào cuối tháng 5. Và theo ông Trần Việt Dũng thì ngày 19 tháng 4 qua điện thoại thì đơn vị đã nhận được thông tin từ con em đồng hương của Triệu Phong về việc nghệ sĩ Hoài Linh sẽ hỗ trợ cho hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Và khi tiếp nhận thông tin trên thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong đã họp xin ý kiến cấp trên. Sau đó đơn vị này đề nghị các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức bình xét và lập danh sách đối tượng phù hợp và dự kiến phương án tổ chức trao tặng. Rất chuyên nghiệp nha các bác. Đó, rất chuyên nghiệp nha. Mặt trận Tổ quốc bây giờ làm việc rất ổn luôn, phải nói là như thế. Nhưng mà ở bên dưới làm ổn hay không thì đấy là việc của bên dưới. Vào ngày mùng 2 tháng 6 thì đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh là ông Hà Văn Tự đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong và trao 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Và tiếp nhận số tiền trên thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc này đã ủy quyền cho mặt trận của các xã thị trấn để trao tặng cho người dân có trong danh sách. Và đây, và quá trình trao có ký nhận đầy đủ. Và theo ông Dũng thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong sau đó đã trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng của khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh cho ông Hà Văn Tự. Đây là thủ tục thường lệ đối với các nhà tài trợ trong và ngoài huyện có sự đóng góp hỗ trợ lớn cho người dân trên địa bàn, thì ông Dũng nói. Và trước đó thì ngày 31 tháng 5 đại diện nghệ sĩ Hoài Linh cũng đến trao 1,4 tỷ đồng cho huyện Hải Lăng, đó, cho Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Lăng để xây trường mầm non kết hợp chống lũ tại xã Hải Phong và trao 1 tỷ đồng cho huyện, cho tỉnh Quảng Trị để xây 20 ngôi nhà cho người dân là tương đương với 50 triệu đồng một căn. Nôm na thì là như thế nha các bác. Nôm na thì là như thế. Thế thì có gì bình luận ở đây thì tôi xin phép chia sẻ với các bác là có cái bình luận đấy, có cái bình luận nha các bác. Thứ nhất ấy, là công an thành phố Hồ Chí Minh là đã gửi từ tháng 7, gửi từ tháng 7 để đằng cùng lúc với cả cái đơn đơn cái là cùng cái đơn tố cáo của bên phía Facebooker Phương Ngô, thì bên công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cái đơn này. Và từ tháng 7 thì bên phía của Quảng Trị thì cũng đã gửi báo cáo lên phía của công an thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ các hộ nghèo. Thì Mặt trận Tổ quốc của các huyện đó là tổ chức rất đầy đủ và bài bản. Bình xét rồi tất cả mọi thứ sau đó mới là trao nhận rồi có ký tặng đầy đủ. Về quy trình như vậy là ổn, nhưng mà kiểm soát cái quy trình đó thì chắc là cần nhiều thứ hơn. Nhưng mà kể cả kiểm soát hay không thì nó không liên quan tới cái sự việc mà của Hoài Linh nha các bác. Thì các bác có thể thấy thế này này, nói gì thì nói, cái việc mà Hoài Linh đi trao tiền từ thiện nghĩa là tổng có thứ đó khoảng 15 tỷ đồng đó cho các huyện á và các nơi á, thì trao thẳng cho Mặt trận Tổ quốc và các nơi là người ta sẽ tự tổ chức để người ta làm điều đó nha các bác.
Nhưng mà có một cái điều như thế này. Công an thành phố Hồ Chí Minh thì đang điều tra xác minh, và từ hồi tháng 7 đến bây giờ là tháng 10, kể cả có gia hạn đi chăng nữa thì cũng chỉ khoảng tầm 4 tháng thôi, nghĩa là đến khoảng 1 tháng nữa thì sẽ phải trả lời cho Hoài Linh là như thế nào. Hoặc là đã có thể trả lời rồi nhưng Hoài Linh không công bố thôi. Đó. Ví dụ như người ta điều tra xác minh là khoảng rơi vào cỡ tầm khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng đấy người ta xác minh và người ta xác minh thấy rằng là đúng chẳng hạn đó thì người ta sẽ khởi tố hay như thế nào đó. Còn nếu không ấy, mà người ta cần làm rõ thêm thì người ta sẽ gia hạn thêm một lần nữa. Thì lúc đó là cái điều tra xác minh là cũng gia hạn tối đa là khoảng 4 tháng bao nhiêu ngày đấy. Thì tầm khoảng 1 tháng nữa. Nếu mà như tháng 7 mà mình cứ cho rằng là công an thành phố Hồ Chí Minh là từ đầu tháng 7 đã làm việc này rồi thì nhận đơn tố cáo rồi thì có nghĩa rằng là khoảng 1 tháng nữa thì là hết, là sẽ xác minh được số tiền của Hoài Linh. Nhưng mà tôi thì có hai cái này để muốn xác minh cơ chứ không phải là cái việc mà giải ngân. Riêng việc giải ngân này của Hoài Linh rất gấp ở trong cái thời kỳ mùa nóng cho các mặt trận tổ quốc, thì tôi nghĩ rằng là cái phần chi ra riêng Hoài Linh cái phần chi ra thì không có vấn đề gì, bởi vì hầu như là trao tiền mặt và các mặt trận tổ quốc với cả các đoàn đoàn thể là người ta sẽ đến tận nơi người ta trao cho mọi người, cho nên là cái vấn đề này thì chắc là không có vấn đề gì đâu, báo cáo các bác là như thế. Thế nhưng có cái vấn đề gì ở đây thì xin phép với các bác rằng là có hai cái vấn đề đó. Một là cái vấn đề mà sao kê nhé các bác, thì có nghĩa rằng là ngân hàng sẽ sao kê toàn bộ cái số tiền mà Hoài Linh thu được khi mà từ thiện. Bởi vì đến bây giờ ấy, thì Hoài Linh mới đưa ra một cái bản xác nhận đến cái thời điểm đó. Và số tiền là 15 tỷ bao nhiêu đó, tôi không nhớ kỹ lắm. Và các bác tưởng tượng thế này này. Cái quan trọng rằng từng hạng mục trong cái sao kê đó, là tôi chỉ lấy ví dụ. Ví dụ nhá, là tôi nhận được của các bác là 10 tỷ. Đúng không ạ? 10 tỷ. Và trong cái thời điểm đó, nghĩa là trong cái thời điểm đó là tôi om lại cái tiền này, tôi chưa đi làm bởi vì tôi bận, bởi vì tôi nọ kia là tôi chưa đi làm. Thế nhưng ấy, trong cái quá trình om đấy thì tôi tự dưng là có một người bạn, bạn ấy cần tiền và tôi nghĩ rằng là ừ thì thôi lấy 7 tỷ cho anh này cho vay lãi và tôi lời được 700 triệu. Kiểu như thế. Thì tôi lấy 7 tỷ cái tiền của các bác đưa cho tôi đó. Và tôi cho bạn tôi vay để vay vay lấy lãi. Thế thì ở đây á, các bác có thể thấy cái điều đó. Ví dụ thế, cái sau cái đó. Và sau khi mà mọi người phát hiện ra cái điều này, nghĩa là không phải phát hiện ra mà người hỏi về cái việc tiền đang đó, thì để bù đắp lại cái số tiền này là tôi mới đi vay mượn hoặc gì đó để tôi bù lại cái số tiền đó. Ví dụ tôi gọi cho anh Đàm Vĩnh Hưng mà tôi gọi cho ai đó để mà bảo ô tôi đang bị nó kia thì bây giờ là chú cho anh vay 7 tỷ để anh bù lại cái số này. Thì khi bù lại cái số đó xong rồi thì tôi bắt đầu tôi đến ngân hàng và tôi lấy sao kê đến cái ngày mà tôi đến ngân hàng sao kê đó. Thì tôi đến cái ngày đó tôi sao kê thì trên tổng cái số tiền nó vẫn nguyên si. Về thực tế thì tôi không lấy một xu nào của các bác mọi người, nhưng về nghĩa là về số liệu ấy, cũng lấy một xu nào, nhưng về mặt thực tế thì là tôi có trục lợi từ cái việc đó. Nghĩa rằng là chúng ta hay trong kinh doanh ấy, người ta hay gọi cái thao tác này nó gọi là thao tác chiếm dụng vốn, và từ đó là có cái lợi ích. Cho nên rằng á, tại sao là đòi hỏi cái sao kê chi tiết của anh Hoài Linh là bởi vì rằng là xem rằng là có cái vấn đề gì đó trong cái lúc mà anh đấy om tiền từ thiện đấy không. Đó thì cái sao kê chi tiết của Hoài Linh là chưa có, cho nên câu hỏi này là chắc chắn là bên phía của cơ quan công an người ta xem xét và người ta sẽ xem thế cái này nó có tội hay không. Thì theo thiện ý với cả là cái đầu óc cũng ngu muội của mình và cái tầm hiểu biết hạn chế thì tôi xin chia sẻ với các bác đây không phải cái tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, bởi vì là tài sản vẫn trả lại cho đầy đủ cho mọi người đó. Và nhưng mà đây có thể là có cái gọi rằng là không thể nào mà có cái từ chiếm ở đây được, nghĩa là từ đoạt ở đây được nha các bác. Bây giờ đoạt là phải biến nó thành của mình, nhưng ở đây chưa biến thành của mình được, bởi vì là tiền mà, cái hoàn tiền chưa biến thành của mình được, cho nên vấn đề này cùng lắm chỉ là phạt dân sự thôi, nghĩa là dân sự và bồi hoàn số tiền. Nếu như kể cả cái việc mà anh Hoài Linh anh ấy chiếm dụng vốn đó, còn nếu như mà cơ quan điều tra người ta khắt khe hơn thì người ta coi rằng là cái hành vi đó đó là cái hành vi mà cấu thành, và kể cả sau này có bù lại cái số tiền đó đi chăng nữa thì có nghĩa rằng là đó chỉ là cái tình tiết giảm nhẹ nha các bác, đó chỉ là tình tiết giảm nhẹ thôi.
nhưng nó vẫn không làm thay đổi cái bản chất rằng là đã biến cái tiền này thành tiền của mình để mua sắm hay cái gì đó, thì hoặc là tín dụng cho đi vay bộ nó kia, thì cái này nó cũng thành cái hành vi là lợi dụng tín nhiệm hoặc là để hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cái này là bên cơ quan công an họ cũng hoàn toàn có căn cứ để làm cái việc đó, cho nên ấy, cũng chưa thể kết luận gì về cái việc này đâu. Thứ nhất không thể kết luận được rằng là anh Hoài Linh anh ấy chiếm dụng, nghĩa là anh ấy lừa đảo và anh ấy gì đó về 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 tiền mặt. Cơ quan điều tra họ sẽ làm rõ cái việc này các bác. Chúng ta chỉ bình luận để mà tìm hiểu thêm thôi, còn phía nghĩa là cũng không thể nào mà kết tội anh Hoài Linh là anh có một cái việc đó được, nhưng cũng không thể nào mà bảo anh ấy hoàn toàn trong sạch được. Bởi vì là tất cả mọi thứ nó chưa minh bạch, đặc biệt là những cái sao kê chi tiết thì nó chưa minh bạch, và tôi đã làm khá nhiều clip về việc này rồi thì cái dấu hỏi đó cũng là một cái dấu hỏi. Nhưng mà khoảng một cho tôi, nhưng mà cho tôi nghĩ thế này, suy luận thôi nhé, suy luận thôi, là cơ quan điều tra nếu mà từ tháng 7 họ đã gửi, có chính xác tháng 7 không thì tôi xin mời các bác đây. Cuối tháng 7 đây, cuối tháng 7 đây. Đấy, thì cuối tháng 9 là hết rồi và bây giờ là tháng 10 rồi, thì cơ quan điều tra công văn gửi huyện Triệu Phong về việc này, Hoài Linh việc này, thì có nghĩa rằng là đang ở trong cái quá trình điều tra xác minh nha các bác. Đó, tôi điều tra để trong quá trình điều tra xác minh. Đó, thế thì bây giờ đã quá 2 tháng rồi thì có nghĩa rằng là cùng lắm là anh Hoài Linh này là anh ấy không bị sao cả, có thể có kết luận rồi nhưng không bị sao cả, hoặc là bị gì ấy, hoặc là anh đấy vẫn được bị gia hạn thêm để mà xem xét. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ như về trường hợp số 1 hơn, bởi vì khi kiểm tra sao kê ngân hàng á, thì cơ quan điều tra ấy, theo kiểm tra cái sao kê ngân hàng ấy, thì báo cáo với các bác rằng là rất dễ, chắc chỉ mất khoảng 1-2 ngày là người ta có thể lọc ra được toàn bộ các khoản đó, và người ta thấy các khoản nào bất thường chuyển đi chuyển về là người ta biết ngay. Đó là nghiệp vụ mà. Tôi nghĩ rằng là kể cả một cô kế toán bình thường hay là tôi là người mà chỉ đọc những bản sao kê đó là hoàn toàn có thể là biết được cái khoản nào là khoản bất thường ở đây. Cho nên tôi nghĩ rằng là chắc là Hoài Linh không bị sao đâu. Cái việc này là tôi suy đoán thôi. Khả năng 80% là không bị sao, bởi vì người ta sẽ kiểm tra cái này dễ nhất, và trong khi đó rằng là cái việc giải ngân của anh ta thì cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Cùng lắm là liên quan đến cái việc om tiền từ thiện hay thế nào đấy thì có thể xét vào cái khung hình phạt khác, chứ không phải rằng là một cái gì đó hình sự nó quá cao. Nhưng mà nói gì thì nói, cái việc om tiền từ thiện thì báo cáo với các bác rằng là cũng làm cho cái sự nghiệp của Hoài Linh thì cũng đi rồi, xong rồi đó. Và cái việc hầu đồng nữa, cái việc mà rất khó chấp nhận được ở trong xã hội khi mà hầu đồng một cái gì đó nó mang tới màu sắc mê tín dị đoan. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.